Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Để tiếp tục cái video này thì tôi cũng xin góp ý, chia sẻ cùng với anh em. Anh Thống Hồ, anh có viết comment cho em hỏi, em xài kit sinh chuẩn 2000W như của anh, hai bình 100Ah acid, 800W pin mà không nấu được nồi cơm điện. Cho em hỏi tại ắc quy hay sao anh? Dạ, qua cái comment của anh thì tôi cũng định trả lời qua cái tin nhắn trên cái bình luận, nhưng mà tôi thấy trả lời như vậy thì nó cũng không có đầy đủ cái thông tin để cho anh tham khảo ha. Thì tôi sẽ trình bày trong cái video này để anh xem lại cái hệ thống của anh như thế nào hả anh. Đó thì cái nồi cơm điện á, thì tôi không biết cái nồi cơm điện của anh có công suất bao nhiêu đó, nhưng mà đối với một gia đình á, thì cái nồi cơm nó tầm 1.8 lít á, thì đa số á, là cái nồi cơm điện nó có cái công suất á, tầm từ 700 đến 1000W đổ lại ha. Còn những có cái nồi điện tử á, cao cấp hơn thì nó mới trên 1000W thôi hả. Nếu mà những cái nồi mà 1000, 2000, 3000W á, thì cái hệ của anh không thể nào nấu được hay nè. Còn nếu mà cái nồi cơm điện là cái công suất watt nó dao động từ 700W đến 1000W đổ xuống thì cái hệ thống của anh nó nấu được, tại vì 800W pin, 200Ah ắc quy. Thì đối với 800W pin thì anh nấu vào lúc mà thời tiết có nắng tốt như vậy nè anh. Đó. Thì theo tôi nghĩ là nó không có lấy điện từ bình ắc quy lên đâu. Pin nó sản sinh ra tầm cỡ chừng 600-700W pin á là đủ phục vụ cho cái nồi cơm điện rồi. Nó không có dưng điện từ cái bình lên. Còn nếu mà cái trường hợp mà anh nấu vào cái lúc mà sáng sớm hay là chiều mát, hay là hoặc là vào ban đêm, hay là những ngày mây mưa hay gì đó không có ánh nắng á, mà anh để dùng hai cái bình axit đó mà anh để anh kích lên nấu cái nồi cơm điện á, thì không bao giờ nào nấu được nha anh. Đó thì anh vừa bật kích lên anh nấu tầm 1 phút đồng hồ là cái áp bình nó đã tuột xuống dưới 11V thì kích nó ngắt rồi, thì lúc đó thì không thể nào anh nấu được. Thì anh nên lưu ý về cái phần này ha. Rồi còn một cái vấn đề nữa thì như vậy thì tôi cũng xin chia sẻ qua ha, để cho anh kiểm tra lại cái hệ thống của anh. Thì đây là cái con kích 1000W nè. Tôi thường là nấu cơm, chạy tủ lạnh cùng một lúc. Nói tầm tôi sử dụng 800-900W giờ trên 1 giờ là chuyện bình thường. Thì cách này cũng vài tháng rồi thì tự dưng là mình sử dụng không được, tải 1-200W là kích nó báo lỗi nó hú, mà trong khi đó bình nó nằm mà cái áp là trên 12V, 13V đó. Thường thường á là cái con kích này á là cái điện áp bình nó tụt xuống đúng 10V8 là kích nó báo đèn đỏ, còi nó hú, thì lúc đó là mình biết rồi, cái bình nó đã tụt áp xuống thì kích nó báo nó hú tất nhiên rồi. Nhưng mà cái trường hợp á, cái bình nó vẫn còn áp, nó còn điện bên trong nhưng mà kích nó báo lỗi, sử dụng không được, thì tôi mới kiểm tra. Cái cách kiểm tra của tôi thì tôi mới sờ bằng tay thôi, kiểm tra bằng tay bình thường. Tôi sờ ngay chỗ này, ngay chỗ tiếp điện ha. Rồi tôi sờ ngay chỗ tiếp điện này, và tôi sờ tất cả ngay chỗ cái tiếp điện từ cái cọc bình nè. Đó, từ cái cọc bình, cái đường dây lên tới ngay chỗ tiếp điện vô con kích. Thì tôi rờ tới qua cái cọc đây thì nó nóng hực hực nha. Là cái đường truyền nó không tốt rồi. Đó tôi mới tháo ra, tôi mới vệ sinh lại là nó bị oxy quá á. Đó, trong thời gian sử dụng thì mình sử dụng cái loại điện DC nè, cái áp thấp, cái dòng cao á, những cái đường truyền đi như vậy nè, nó dễ bị là lơ lỏng lẻo đồ á. Đó mình phải thường xuyên kiểm tra. Thì tôi tháo ra, tôi mới lấy cái nhám tôi đánh bóng lại cho nó mới lại, rồi tôi dặn tôi siết chặt vô thì nó trở lại bình thường và hoạt động như bình thường. Thì mình phải gia cố những cái chỗ tiếp điện như thế cho nó cứng chắc, để nó truyền tải cái dòng điện đi á cho nó tốt anh. Chứ nhầm khi mà mấy cái chỗ này hoặc đường điện nhỏ quá, mình tải lớn á, mình phải xem lại, mình rờ cái đường điện này coi nó có nóng không. Đó, nóng không mấy cái chỗ này, chỗ này, chỗ này, đó. Thì cái này anh kiểm tra lại giùm ha. Đó, thì tôi không biết là anh nấu cơm vào cái thời điểm nào. Nếu mà trường hợp mà cái anh có 200Ah ắc quy mà anh nấu cơm vào cái buổi sáng sớm, chiều mát, hoặc là vào cái lúc trời mưa, ban đêm là không bao giờ nào nấu được với 200Ah
nấu nấu cái nồi cơm điện có tầm tầm khoảng có cái công suất từ tầm tầm khoảng 600-700W gì nha anh, đó là nấu không được. Còn cái trường hợp thứ hai nữa, nếu mà anh nấu cái nồi cơm điện mà cái nồi cơm mà điện tử á, cái mà điện tử á, cái nồi cơm điện tử thì tôi được biết là cái công suất nó rất là lớn, nó trên đâu 1.000-3.400W gì đó. Thì cái nồi đó thì đối với cái hệ thống của anh 800W pin và 200Hq mà anh nấu lúc thời tiết có nắng tốt thì anh nấu cũng cái không được đâu. Cái bộ điện của anh nó không đủ đáp ứng để nấu chín một cái nồi cơm điện có cái công suất là trên 1.300W giờ, chẳng hạn như là một cái nồi cơm điện. Nhưng mà cái ta kêu cái nồi cơm điện tử đó anh, cái mạch điều khiển bằng điện tử đó, nó rất là nặng điện, nấu siêu tốc luôn, mà nấu trong vòng có 50 phút gì nó chín á, là cái nồi đó kêu bằng cái nồi điện tử đó ha. Còn cái nồi từ xưa giờ như là cái nồi mà gia đình hay thường nấu á, kêu bằng hay gọi là cái nồi này là kêu bằng cái nồi cơ á, nó không có gì ha, nút bật xuống cái là nấu vậy, chừng nào nó chín nó nhảy lên thì cái loại này nó có 600-700W à. Còn cái loại mà nó có cái mạch điều khiển điện tử thì cái loại đó nó tới 1.000+ W lận. Thì tôi cũng mua, tôi tham khảo qua hết rồi, tôi tham khảo qua các nồi cơm điện, tôi cũng mê cái nồi điện tử, nhưng mà tôi thấy cái công suất nó đã vượt những cái con kit của tôi hết trơn à. Tôi tìm những cái loại mà nào dưới 1.000W thì nó không có, trên 1.000W nên tôi không chọn cái nồi đó, tôi chọn cái nồi cơ này sử dụng cho nó phù hợp những hai cái con kit 1.000W đổ lại nè. Đó, thì qua vài thông tin thì anh nên kiểm tra lại cái hệ thống của anh nha. Cái đường điện đó, từ dây đến kích, con kích của anh, nếu mà cái con kích mà sinh chuẩn nào hoàng nha, kích loại sinh chuẩn mà cái loại như hàng Sure hay gì đó, cái đắt á, hoặc là lúc trước tôi cũng có xem và tham khảo á, một số anh em cũng làm về cái con kích, mà cái con kích sinh chuẩn tầm 2-3.000W mà loại rẻ tiền á, thì anh em cũng có nấu cơm nấu kia, thì cái không được, cái loại kích mà sinh chuẩn rẻ tiền á, thì mình nấu cái không được, đó là cái nó để ảo thôi, chứ thực tế công suất thực nó không có bao nhiêu hết. Chỉ có mấy cái loại kích mà sinh chuẩn mà mấy cái loại như cái loại này rồi á, nó mới là cái công suất thực thôi, mình sử dụng được thôi. Đó, thì anh kiểm tra lại cái hệ thống đường dây ha, từ kích, từ bình lên kích, rồi từ cái hệ thống từ đường pin đi vô tới bộ sạc xuống ắc quy ha, xem anh xem cái đường dây từ pin vào rồi tới bộ sạc nó lỏng lơ lỏng lẻo thì không, dây có đủ tải với cái số lượng pin của anh là 800W hay không. Đó, thì tôi xin nêu ra một vài cái thông tin thì anh nên kiểm tra lại, nếu mà nó trường hợp cái hoạt động nó tốt hết thì anh kiểm tra lại con kích thì nó sao, để có vấn đề khác thì anh phải có cái hướng kiểm tra khác hơn nữa ha. Rồi, còn tôi thì xin chia sẻ và góp ý vài lời cùng anh là như vậy, xin cảm ơn anh. Anh Phát Nguyễn thì anh có viết comment: anh ơi, em đang phân vân có nên xài pin không? Cửa hàng báo giá pin Samsung 3.2V 230Ah lưu trữ được 5kg điện 20 triệu. Ok không anh? Mong anh tư vấn. Dạ, đối với cái hệ thống điện năng lượng mặt trời, mà đặc biệt bên cái hệ độc lập như thế này á, thì thời gian này á, thì anh em hay dùng những cái pin. Đó, cái pin để anh em lưu trữ bên điện năng. Tại vì cái pin á, nó có cái dòng sạc và cái dòng xả rất là cao, và cái tuổi thọ nó cũng rất là cao nữa. Đó, nên anh em hay ưa chuộng cái pin đó để lưu trữ điện năng nè, sử dụng nó rất là tốt, rất là bền. Đó, nhưng mà cái giá thành nó thì nó hơi cao. Đó, thì cái này nếu mà anh có điều kiện thì mình cứ mua về sử dụng. Đó, ok, ngon lành cành đào nha. Đó, như tôi ở đây nè, cái điều kiện kinh tế không ổn định, tôi sử dụng theo cái túi tiền, sử dụng đến đâu nâng cấp dần đến đó, mê cái thằng pin lắm, nhưng mà mình không đủ điều kiện để cái đầu tư cái dung lượng pin của mình á. Cái dung lượng tôi ví dụ như tôi cần lưu trữ khoảng 2kg pin, nhưng mà cái tầm tiền của tôi thì nó không có đủ, bắt buộc tôi phải chuyển sang là mua tầm khoảng lưu trữ khoảng 2kg điện, nhưng mà mình dùng mình lưu trữ bằng ắc quy, nó rẻ tiền hơn phân nửa như vậy, nhưng mà cái thời gian xài thì cái tuổi thọ nó chỉ có phân nửa thôi, nó ít hơn thằng pin rất nhiều, và cái dòng sạc xả nó không cao. Đó, thì nếu mà anh có điều kiện là mua pin về lưu trữ bên cái điện năng này là số 1 rồi đó, không còn gì để phải bàn nữa. Đó, nếu mà có điều kiện thì anh nên tham khảo cái pin ha. Rồi, thì cũng qua vài thông tin xin chia sẻ và góp ý cùng anh. Rồi, bây giờ tôi cũng xin tạm dừng video. Xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều.